Đang bay con diều 4 mét, mình lại quay cho bạn xem bạn nhé. Diều của Xuân Dậu. Đầu video xin chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui và tràn ngập sức khỏe các bạn nhé. Diều đỏ lên rất là căng các bạn nhé. Từ từ hơi, từ từ hơi lên. Lên luôn à. Mày chỉnh ghế chưa? Trời trời. Từ từ đi, chính là sao được. Dây mà oan đi rước thì lên răng mấy. Dây trồng thế. Không đâm được. Không đâm được không? Từ từ. Chúng đã. Ôi. Lấy chưa nào. Hơi ghé bên đồng tí. Ok, đây nào các bạn nhá. Đang ra dây phía bên kia các bạn nhé. Đây là V3m4 các bạn nhé. Các chân trời đang di rời diều. Đưa bác coi. Cơ bản là diều to nên là phải chỉnh nhân nặng, chỉnh nhân mạnh tay lên thế, không giống như diều nhỏ. Càng đét các bạn nhé. Con này là 4 mét nhỉ? 4 mét tròn đấy. Cẳng vé đạn. Nó không điều. Thả dây ba ly các bạn nha. Ô thả em đi. Cẳng các bạn nha. Mất rồi. Em không cầm. Em để ở đây đúng không à? Cầm hết dây nha. Dù đẹp đấy. Cố thủ. Thế thì thế cầm diều. Thế này là thế cố thủ rồi. Nghe. Phúc kéo rồi là hắn ăn sách. Không được. Thả ra. Vẫn chưa kéo được phong. Dạ còn nữa bữa nay. Em vứt ra ở đó đúng không? Các đường viên nào? Đây chơi tiếp con tiếp theo các bạn nhé. Cái bản diều này đang được dán tại đây các bạn. Hôm nay gió khá đẹp luôn các bạn. Đây là con của mình các bạn nhé. Đá lên đây ra. Không biết được có màu xe vào không đó đi. Ừ thì đất răng được. Không cho dây màu chạm với dây màu đất răng được đâu. Diều đã được sán ở đây rồi các bạn nhé. Được rồi, không ra được đâu. Ok, thế là ok rồi các bạn nhé. Máy bay. Ôi, mút càng đét rồi các bạn nhé. Úi trời, mình lôi không lại rồi. Thôi mình kết thúc video tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn xem thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.